Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập một số bài toán liên quan đến khảo sát hàm số phân thức bậc 2 trên bậc nhất. Như chúng ta đã biết là từ năm 2009 tới nay thì khảo sát hàm số bậc 2 bậc nhất một cách đầy đủ chỉ được xét ở trong phần tự chọn của phần chương theo chương trình nâng cao. Tuy nhiên, cũng có nhiều bài toán không yêu cầu phải khảo sát một cách đầy đủ hàm số bậc 2 đến bậc nhất thì vẫn có thể xuất hiện trong những câu khác của đề thi. Vì vậy, việc các em ôn tập lập bảng biến thiên hoặc là đồ thị của hàm số bậc 2 đến bậc nhất vẫn là cần thiết. Hôm nay ta sẽ bắt đầu ví dụ thứ nhất liên quan đến hàm số phân thức bậc 2 đến bậc nhất. Ví dụ thứ nhất là một câu trích trong đề thi khối A năm 2004 cho hàm số y bằng trừ x bình phương cộng 3x trừ 3 trên 2x trừ 1, gọi hàm số đây là hàm số 1. Câu thứ nhất đề bài yêu cầu khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. Câu thứ hai là tìm m để đường thẳng y bằng m cắt đồ thị hàm số 1 tại hai điểm A và B sao cho độ dài đoạn AB bằng 1. Câu thứ nhất, các em theo các thao tác khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số mà thầy đã nói ở ngay trong bài giảng đầu tiên về khảo sát hàm số, đó là bài số 2. Theo các bước khảo sát hàm số, các em khảo sát và vẽ. Ở đây chúng ta sẽ giải câu số 2, đó là câu hỏi liên quan đến khảo sát hàm số. Để biết đường thẳng y bằng m cắt đồ thị hàm số 1 tại bao nhiêu chỗ, chúng ta lập phương trình hoành độ giao điểm của hai đường. Phương trình hoành độ giao điểm của đường của hàm số 1 và đường y bằng m đó là trừ x bình phương cộng 3 lần 3x trừ 3 trên 2x trừ 1 bằng m. Phương trình này được thể biến đổi tương đương trừ x bình phương cộng 3x trừ 3 bằng 2m nhân x trừ 1. Thì tạm gọi cái phương trình này là phương trình sao? Sở dĩ phương trình hoành độ giao điểm là phương trình ở phía trên tương đương với phương trình sao là bởi vì nếu chúng ta thay x bằng 1 vào thì vế phải của phương trình sao bằng 0. Trong khi đó thấy bằng 1 vào thì vế trái của phương trình sao là bằng âm 1. Nói cách khác, x bằng 1 không phải là nghiệm của phương trình sao. Thế nên mặc dầu tập xác định của phương trình sao là d bằng r, tập xác định của phương trình ở phía trên là x khác 1. Tuy nhiên phương trình trên và phương trình sao cũng tương đương với nhau. Ở đây thầy giải thích hai phương trình tương đương với nhau là do x bằng 1 không phải là nghiệm của phương trình sao. Bây giờ chúng ta chuyển hết về một vế, chẳng hạn chuyển hết về vế phải và nhóm các số hàng đồng dạng lại, chúng ta sẽ được một phương trình bậc 2 theo ẩn x. Đó, tương đương x bình phương ở bên trái thì chuyển qua bên phải, trừ x chuyển qua bên phải thành x bình phương. Ở bên trái có bên phải có 2mx, bên trái 3x chuyển qua sẽ là cộng 2m trừ 3x. Trừ 3 ở bên trái chuyển qua bên phải là dương 3. Còn trừ 2m nữa bằng 0. Thầy đánh số phương trình này là phương trình số 2. Đề bài hàm số họ cho là 1 rồi, thì đây đánh số là phương trình 2. Như chúng ta đã biết là muốn cho đường thẳng y bằng m cắt đồ thị hàm số 1 tại hai điểm phân biệt thì yêu cầu cần vào đủ là phương trình hoành độ giao điểm phải có hai nghiệm phân biệt. Mà phương trình hoành độ giao điểm
chúng ta đã biến đổi tương đương với phương trình 2. Vậy thì chúng ta yêu cầu phương trình 2 phải tìm em, ta phải tìm M để phương trình 2 có hai nghiệm phân biệt. Như vậy là đồ thị hàm số 1 cắt y bằng M cắt đường thẳng y bằng M tại hai điểm phân biệt AB khi và chỉ khi phương trình 2 phải có hai nghiệm phân biệt mà phương trình 2 là một phương trình bậc 2. Muốn phương trình bậc 2 này có hai nghiệm phân biệt thì chỉ cần yêu cầu delta dương khi và chỉ khi delta dương. Ta tính delta của phương trình số 2 sẽ là b bình phương trừ 4ac là 2m trừ 3 tất cả bình phương, đây là b bình phương trừ 4ac trừ 4a bằng 1, c là bằng 3 trừ 2m dương. Ta rút gọn bình phương lên và rút gọn đi, ta được phương trình 4m bình phương, 2m tất cả bình phương là 4m bình phương. Ở đây là 12m trừ 12m cộng 8m còn trừ 4m. Ở đây là 9 mà trừ 12. Còn trừ 3 lớn hơn 0. Bắt phương trình này cho ta, các em bấm máy tính được một nghiệm. Tam thức bậc 2 sẽ có một nghiệm là trừ 1 phần 2, một nghiệm là 3 phần 2. Như vậy muốn cho tam thức bậc 2 mang dấu dương thì M phải bé hơn trừ 1 phần 2 hay M phải lớn hơn 3 phần 2. Như thế với những giá trị M bé hơn trừ 1 phần 2 hay M lớn hơn 3 phần 2 thì phương trình hoành độ giao điểm sẽ có hai nghiệm phân biệt, và vì vậy đường thẳng y bằng M sẽ cắt đồ thị của hàm số C, hàm số 1 đã cho tại hai nghiệm phân biệt. Với giá trị M này, tôi gọi các nghiệm của phương trình 2 là x1 và x2 thế thì điểm A sẽ có hoành độ là x1 vì điểm A nằm trên đường thẳng y bằng m nên tung độ là bằng m. Điểm B có hoành độ là x2, điểm B cũng nằm trên đường y bằng m nên tung độ của điểm B là bằng m. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có đoạn AB mà bằng 1 thì AB bình phương cũng bằng 1 khi và chỉ khi ta tính AB, ta lấy tọa độ của B trừ tọa độ của A, vậy đây sẽ là x2 trừ x1 tất cả bình phương, còn M hai cái này tung độ giống nhau, M trừ M hết và theo yêu cầu là bằng 1. Này tương đương là delta trên A bình phương bằng 1. Mà lúc nãy chúng ta đã tính delta là bằng 4m bình phương trừ 4m trừ 3 khi và chỉ khi, còn A thì bằng 1 cho nên sẽ là 4m bình phương trừ 4m trừ 3 bằng 1. Chuyển vế qua thì được 4m bình phương trừ
4m trừ 4 bằng 1 bằng 0. Hay nói cách khác, m bình phương trừ m trừ 1 bằng 0. Phương trình bậc 2 này cho ta nghiệm là m bằng 1 cộng hoặc trừ căn 5 trên 2. Giá trị m bằng 1 cộng trừ căn 5 trên 2 chắc chắn thỏa mãn điều kiện nên làm cho delta dương, bởi vì giá trị m ấy do chúng ta giải phương trình 4m bình phương trừ 4m trừ 3 bằng 1, thì đương nhiên là 4m bình phương trừ 4m trừ 3 dương. Thầy chú ý một chút là ở chỗ này thầy đã khi gặp biểu thức x2 trừ x1 tất cả bình phương, thầy đã thay nó bằng delta trên a bình phương. Đó là vì trị tuyệt đối của hai nghiệm của phương trình bậc 2 nếu có x1 trừ x2 là bằng căn delta trên trị tuyệt đối của a. Cho nên lúc nãy có x1 trừ x2 tất cả bình thì thầy đã viết là delta trên a bình phương. Chúng ta cũng có thể biến đổi x2 trừ x1 tất cả bình phương theo một cách khác. Ta cũng có thể biến đổi là x2 trừ x1 tất cả bình phương thì bằng x2 cộng x1 tất cả bình phương trừ 4x1 x2. Nếu biến đổi như cách như này thì chúng ta sẽ dùng định lý VS, còn ở trên thì áp dụng luôn, ta lợi dụng cái việc chúng ta đã tính delta thì chúng ta không cần phải áp dụng định lý VS và ra kết quả giá trị m cần tính. X2 trừ x1. Bây giờ chúng ta giải tiếp ví dụ thứ hai là một câu trích trong đề thi khối A năm 2005. Thì cho hàm số y bằng mx cộng 1 trên x, ký hiệu đồ thị của nó là cm. Câu hỏi thứ nhất là khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m bằng 1/4. Câu hỏi thứ hai, hãy tìm m để hàm số có cực trị và khoảng cách từ điểm cực tiểu của cm đến điểm cận xiên của cm bằng 1 trên căn 2. Thầy vẫn dành câu thứ nhất để các em tự giải ở nhà theo các lực đồ khảo sát hàm số mà chúng ta đã nhắc ở những bài đầu tiên trong chuyên đề khảo sát hàm số. Bây giờ câu thứ hai ta sẽ giải ở đây. Muốn hàm số bậc 2 trên bậc nhất có cực đại và cực tiểu thì chúng ta phải yêu cầu phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Như vậy chúng ta tìm đạo hàm tập xác định thì d bằng r trừ 0. Ta tính y phẩy đạo hàm bậc nhất đó là bằng m trừ 1 trên x bình phương. Có thể quy đồng mẫu số đó là m x bình phương trừ 1 trên x bình phương. Hàm số có cực trị khi và chỉ khi phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Nhưng nhìn vào phương trình y phẩy bằng 0 tức là mx bình phương trừ 1 trên x bình phương, muốn phương trình này có hai nghiệm phân biệt dễ dàng thấy là khi và chỉ khi m phẩy dương. Đấy, rõ ràng m bằng 0 hay m âm thì phương trình y phẩy bằng 0 đều vô nghiệm. Còn nếu m dương thì phương trình này cho chúng ta hai nghiệm phân biệt. Khi m dương thì chúng ta còn giải ra được phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt là x bằng cộng hay trừ 1 trên căn bậc 2 của m.
Chúng ta cũng có thể lập được bảng biến thiên để ta hình dung điểm nào là điểm cực đại, điểm nào là điểm cực tiểu của CM bảng biến thiên x. Y phẩy y x biến thiên từ trừ vô cực đến cộng vô cực. Khi x bằng 0 thì hàm số không có nghĩa, đạo hàm cũng không xác định. Hai giá trị là 1 trừ 1 trên căn m và 1 trên căn m. Như chúng ta nói là đạo hàm bằng 0 tại hai chỗ này. Dấu của y phẩy tùy thuộc vào dấu của tử số m x bình phương trừ trừ 1, mà m dương nên ngoài khoảng hai nghiệm cùng dấu với hệ số a là cùng dấu với m trong khoảng trái dấu, như vậy thì hàm số nó từ âm vô cực nó tăng lên, giá trị này sẽ là giá trị cực đại và nó giảm xuống ở đây là âm vô cực. Ở phía bên này nó từ cộng vô cực nó giảm xuống, giá trị này sẽ là giá trị cực tiểu. Ở đây tăng cộng vô cực. Như vậy, nhìn vào bảng biến thiên, chúng ta thấy rằng khi m dương thì hàm số sẽ đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ x bằng 1 trên căn m. Chúng ta cần phải tính giá trị của cực tiểu, tức là tính tung độ của điểm cực tiểu của đồ thị hàm số nữa. Với x bằng 1 trên căn m thì y bằng, ta thế vào chỗ hàm số, hàm số y bằng mx cộng 1 trên x, thế vào ta được nó là m chia căn m cộng 1 trên x là nghịch đảo, cộng là căn m, như vậy bằng 2 lần căn m. Như thế này có nghĩa là điểm cực tiểu của CM có tọa độ là hoành độ là 1 trên căn m, còn tung độ là 2 lần căn m. Chúng ta sẽ tính khoảng cách từ điểm cực tiểu đến điểm cận xiên của CM và chúng ta yêu cầu nó bằng 1 trên căn 2 theo yêu cầu của đề bài. Điểm cận xiên thì có phương trình y bằng mx. Để tính khoảng cách thì chúng ta chuyển hết tất cả về mặt vế để được dạng tổng quát của phương trình đường thẳng, hay là mx trừ y bằng 0. Khoảng cách từ điểm cực tiểu đến điểm cận xiên là trì tuyệt đối của m hoành độ là 1 trên căn m trừ đi 2 căn m chia cho căn bậc 2 của a bình phương cộng b bình phương. Căn bậc 2 của a ở đây là m bình phương, b là trừ 1 cộng với trừ 1 bình phương. Rút gọn đi, ở đây là m chia cho căn m là còn căn m, trừ đi 2 căn m là trừ căn m, nhưng chúng ta lấy giá trị tuyệt đối, vậy còn căn m mẫu số là căn m bình phương cộng 1. Mà theo yêu cầu đề bài thì khoảng cách này phải bằng 1 trên căn 2. Vậy theo giả thiết ta sẽ có căn m trên căn
m bình phương cộng 1 bằng 1 trên căn 2. Cả hai vế của phương trình đều dương, chúng ta bình phương, ta được phương trình tương đương. Đây là m chia m bình phương cộng 1 bằng 1 phần 2. Dễ dàng thấy rằng phương trình này cho chúng ta nhân lên, chúng ta sẽ có được là m bình phương trừ 2m cộng 1 bằng 0 cho nghiệm m bằng 1. Như vậy với m bằng 1 thì khoảng cách từ điểm cực tiểu đến điểm cận xiên là bằng 1 trên căn 2. Ta xét tiếp một cái ví dụ thứ ba. Ví dụ thứ ba là một câu trích trong đề thi khối B năm 2005 cho hàm số y bằng x bình phương cộng m cộng 1 x cộng m cộng 1 chia cho x cộng 1 có đồ thị là cm. Câu thứ nhất, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m bằng 1. Câu thứ hai, câu liên quan đến khảo sát hàm số, người ta yêu cầu hãy chứng tỏ rằng với m bất kỳ thì đồ thị cm luôn luôn có cực đại, cực tiểu, và hơn nữa khoảng cách giữa hai điểm đó là bằng căn 20. Ta giải câu số 2. Khi m bất kỳ thì chúng ta cũng có tập xác định là d bằng r trừ đi âm 1. Và ta tính đạo hàm bậc nhất y phẩy, em có thể nhận được y phẩy bằng x bình phương cộng 2x chia cho x cộng 1 tất cả bình phương. Nếu như thế này thì y phẩy bằng 0 khi và chỉ khi x bằng 0 hoặc x bằng trừ 2. Như thế có nghĩa là phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt với mọi m, và như thế thì hàm số cm luôn luôn có một cực đại và một cực tiểu. Vậy với mọi m hay là với m bất kỳ cm luôn có cực đại và cực tiểu. Thầy nhắc lại là chúng ta giải phương trình y phẩy bằng 0, thấy phương trình này luôn luôn có hai nghiệm phân biệt, một nghiệm x bằng 0 và một nghiệm x bằng trừ 2, thế thì nhất định hàm cm luôn luôn có một cực đại và một cực tiểu. Bây giờ chúng ta tính cái hoành độ, chúng đã có hoành độ rồi, ta tính tung độ của các điểm cực trị để chúng ta xem thử khoảng cách của nó có phải chăng là luôn luôn bằng căn 20 hay không. Để tính tung độ của cực trị thì thường thường chúng ta viết phương trình đường thẳng đi qua hai cực trị để chúng ta thế vào chỗ đường thẳng đi qua hai cực trị cho việc tính tung độ nó dễ dàng. Đường thẳng đi qua hai cực trị có phương trình là y bằng, ta lấy tử số của hàm số đã cho đạo hàm này là x bình phương cộng m cộng 1 x cộng m cộng 1. Lấy đạo hàm, đó là đạo hàm của tử số, chia cho đạo hàm của mẫu số x cộng 1. Này tương đương y bằng 2x cộng m cộng 1
Đây là phương trình của đường thẳng đi qua hai cực trị của hàm số phân thức bậc 2 đến bậc nhất. Và như thế khi x bằng 0, ta được y bằng, thay vào được y bằng m cộng 1. Như thế ta được điểm A có tọa độ là hoành độ bằng 0, tung độ bằng m cộng 1. Đây là một điểm cực trị. Khi x bằng trừ 2, khi x bằng trừ 2, ta thế vào đây nó là trừ 4 là cộng m cộng 1, tức là y bằng m trừ 3. Như thế ta được một điểm cực trị của đồ thị hàm số nữa là điểm B có hoành độ bằng trừ 2 và tung độ bằng m trừ 3. Vậy thì AB bình phương bằng trừ 2 trừ đi 0 là âm 2 bình phương lên là 4. M trừ 3 trừ đi M cộng 1 và còn lại là trừ 4, trừ 4 bình phương là 16. Đấy, bằng 20. Như này có nghĩa là độ dài của đoạn AB, hay nói cách khác là khoảng cách giữa hai cực trị là bằng căn 20. Vậy là chúng ta đã chứng minh rằng cho dù M như thế nào thì hàm CM cũng luôn luôn có hai cực trị, bởi vì phương trình y phẩy bằng 0 luôn luôn có hai nghiệm phân biệt là x bằng 0, x bằng trừ 2. Mặt khác, chúng ta tính khoảng cách giữa hai cực trị, đó là đoạn AB luôn luôn bằng căn 20. Các em thân mến, ở trong buổi học hôm nay chúng ta đã xét một số bài toán liên quan đến cực trị cũng như là giao điểm của hàm bậc 3, hàm bậc 2 trên bậc nhất với một đường thẳng. Buổi học hôm nay tạm thời kết thúc ở đây. Thân ái chào các em.